Hello, xin chào anh em, và hôm nay mình sẽ tiếp tục là một cái video FLP Vinahouse. Mình nghĩ rằng tháng này mình làm rất là nhiều video Vinahouse vì mình thấy rằng là anh em rất thích Vinahouse. Và trước khi vào video thì chúng ta hãy cùng nghe qua cái FLP của chúng ta hôm nay một lượt xem như thế nào nhá. Ok, và đó là con track hôm nay. Con track rất là cháy. Đầu tiên thì mình rất là cảm ơn đến bạn Dương đã gửi FLP này cho chúng mình. Nếu như các bạn cũng muốn gửi FLP cho chúng mình và mong chờ cái sản phẩm của mình được lên trên DJ School như thế này thì hãy click vào link ở dưới phần mô tả, gửi các cái FLP, các project làm của các bạn vào cái file điền đó. Nếu như mà cái FLP đó thực sự chất lượng thì có thể là cái project đó mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở trên DJ School, và các bạn hoàn toàn có thể sẽ được cộng tác với DJ School để làm các dự án FLP trong tương lai. Về cái FLP này thì đây sẽ là một cái FLP rất là dài, FLP full Vinahouse, mình để link ở dưới phần mô tả. Bạn nào mà thích thì có thể download nó về để nghịch. Nhưng trong video hôm nay mình sẽ chỉ tóm tắt cái đoạn drop này thôi, bởi vì mình không muốn video này nó dài quá. Và ngoài ra thì trong cái FLP đó thì còn rất nhiều thứ hay khác ngoài cái drop này cơ, cho nên là hãy click tải nó về và khám phá thêm nhé. Giờ đầu tiên hãy nghe đến cái tiếng kick của chúng ta. Cái bộ drum của chúng ta gồm tiếng kick, tiếng snare. Quên, mình phải bật cái filter lên. Đó, ở đây bao gồm tiếng kick và có một cái tiếng kick phụ đấy. Kick phụ này mình nghĩ rằng là mình sẽ giảm cái in đi một chút, tại vì nó có vẻ khá là cứng. Ngoài ra có tiếng snare, tiếng clap và cái tiếng reverse này. Mixing thì tiếng kick của chúng ta sẽ gồm EQ này, dùng để cắt cái tần số mid đi, và EQ nữa để làm hiệu ứng filter. Tuy nhiên mình nghĩ rằng mình sẽ bổ sung thêm, đó chính là mình sẽ sử dụng compressor, bởi vì nghe cái tiếng này nó rất là đanh, cái attack rất là cao. Ok, mình sẽ compress xuống một chút. Đó, nghe nó đã có những cái tần số sắp hơn, và ngoài ra thì chắc chắn hơn, đỡ bị đanh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ add một cái EQ để giảm một số tần sắp đi, tại vì nó quá là gắt ở phần sắp và bass. Đó, trước khi compressor này, sau khi compress này. Ok, tiếp theo là cái tiếng punchy kick này, mình cho nó pan trái phải một tí. Đó, và đó là tiếng drum của chúng ta trong ngày hôm nay. Nghe cũng rất là đơn giản thôi, nhịp 4-4. Tiếp tục là cái tiếng clap của chúng ta thì phần mixing của nó không có gì cả. Được rồi, chúng ta tiếp theo đến với cái phần sub bass này. Để tiếng tiếp trong bộ Citrus. Mixing của nó thì đây, subwoodizer, kickstart, sidechain, EQ. EQ này có vẻ hơi quá tay. Để một chút phần mid để cho nó có tí âm sắc. Được rồi. Và đến tiếp theo cái pattern 4, đây là cái linh hồn của bài đây. Rất nhiều thứ xảy ra ở trong này. Hầu như là toàn rất nhiều những cái sample. Ngoài ra có một số những cái PST. Thực ra là có mỗi một cái hammer ở đây thôi, không có gì đặc biệt. Tiếng này là sẽ là tiếng tiếng attack brass. Nhìn nó có vẻ hỗn tạp nhưng thực ra là không hỗn tạp một chút nào cả. Về mixing thì đây, nó cũng rất là đơn giản. EQ, reverb rồi
reverb, rồi EQ, equalizer, sidechain, reverb, mọi thứ đều rất là đơn giản. Nếu như bạn nào mà chưa nắm chắc được về những cái plugins này cũng như là chưa biết cách mixing thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái khóa. Mình để link ở dưới phần mô tả cho bạn nào hứng thú nhá. Tiếp theo sẽ đến nửa phần drop tiếp theo là cái tiếng melody này, tiếng vocal chop ồn éo này. Tiếng ở trong bộ spy về mixing thì đây, reverb, EQ và hầu như là mọi thứ nó đều rất là đơn giản. Toàn là những thứ mà các bạn đã biết rồi, hoặc nếu không biết thì chúng mình đã làm rất nhiều những cái tutorial video hướng dẫn ở trên YouTube rồi. Thế là đến cái tiếng này. Đây là một cái sample scene ở trong bộ VETH. Cái tiếng này mình thấy là anh em chơi VDAO rất hay sử dụng này. Ngoài ra có một cái tiếng ở trong bộ Kashmir ở đây. Cái tiếng violin, mixing của nó, delay và reverb. Nếu là mình thì mình nghĩ là mình sẽ sidechain cái delay và reverb này, nhưng mà vì không có thời gian nên là mình sẽ tóm tắt qua nhanh thôi. Tiếp đấy là những hiệu ứng sweep up, sweep down, riser. Đó, những cái tiếng này thực sự nó rất là ít ấy. Kiểu các bạn chỉ cần add 1-2 sample vào, nhưng mà nó thực sự là giúp cho các bạn đẩy năng lượng của bài lên rất là cao. Đó, vậy thôi. Một track VDAO nó cũng chỉ đơn giản như thế này, không có gì quá phức tạp cả. Đầy đủ drum, bass, sub, synth, melody và rất nhiều những cái sample percussion phụ nhỏ tiếp theo. Và hãy nghe lại cái thành quả của chúng ta một lần nữa nhé.